Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì Phan Anh sẽ bóc phốt cái sự thật trần trụi về cái phiên livestream có doanh số 74 tỷ mà đang xôn xao 2-3 ngày hôm nay trên các nền tảng TikTok và Facebook. Mọi người đang tranh cãi nhau về cái việc là con số này có thật hay không, có ảo hay không và liệu có PR lộ liễu quá hay không, vân vân. Thế thì video này thì Phan Anh sẽ giải thích với các anh chị và các bạn cái cách người ta sẽ làm như thế nào. Và tôi cũng sẽ không trả lời rằng con số 74 tỷ hay 75 tỷ đó là có thật hay không và chiếm bao nhiêu phần trăm. Và cái con số này thì hoàn toàn là do các anh chị và các bạn xem cái video này và tự đưa ra cái kết luận cho mình. Vậy thì cái cách mà họ đã đạt được con số này làm như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta phải tính đến đó chính là phép cộng về doanh số, phép cộng hưởng, bởi vì cái phiên livestream này nó kéo rất là dài về thời gian và nó được sự cộng tác của rất nhiều các TikToker hay là những người chủ kênh có lượt theo dõi rất là lớn. Lượt theo dõi ở đây có thể lên tới hàng triệu, có những kênh là 5-7 triệu, có những kênh 1-2 triệu lượt xem. Và những cái người livestream này thì hầu như là họ thường xuyên livestream bán hàng và họ có một cái doanh số bán hàng hàng ngày, hàng tháng rất là tốt rồi. Đó, có những người tôi được biết là họ có thể livestream bán hàng mỗi ngày 4-5 nghìn, thậm chí nhiều hơn cái số như vậy, số đơn hàng. Mỗi một cái đơn hàng có giá trị 200-300 ngàn chẳng hạn, hoặc 500-700 ngàn chẳng hạn, thì họ đã cộng dồn những cái con số của nhiều TikToker lại, thì như vậy nó sẽ được một cái con số doanh số rất là to. Và thứ hai là ekip thì khi làm những cái chương trình như này, nó dạng là sự kiện flagship livestream, tức là mang tính biểu tượng, mang tính hình mẫu và mang tính PR truyền thông rất cao, cho nên nó có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ ekip đến các TikToker đến các đội nhóm, và đặc biệt là có sự tham gia của TikTok Việt Nam. Và với sự tham gia của TikTok Việt Nam thì họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ lên kế hoạch truyền thông trước sự kiện như thế nào đó. Thí dụ như họ phải chuẩn bị về hàng hóa này, họ làm việc với các nhãn hàng này, họ làm việc lên các kịch bản này, rồi thì họ sẽ phải tung ra hàng nghìn, hàng vạn cái voucher giá rẻ này. Và mục tiêu của việc bán hàng là bán lấy doanh số, lấy số to, số cực khủng, và lợi nhuận không phải là yếu tố hàng đầu. Các nhãn hàng được PR thương hiệu vân vân thì họ chấp nhận là sẵn sàng bán hòa, hoặc là bán lỗ, hoặc là bán có lợi nhuận rất là thấp với mục tiêu là PR quảng cáo, bởi vì tất cả mọi người cùng có lợi trong cái sự kiện này. Và thứ ba, chắc chắn một điều tôi cam kết và khẳng định chắc chắn một điều, đó là phải có sự hỗ trợ trực tiếp của TikTok Việt Nam. Và TikTok Việt Nam sẽ ngồi đó, sẽ có đội ngũ, có ekip tham gia từ đầu đến cuối. Và phiên live đó thì họ sẽ bơm một cái lượt xem, lượt hiển thị, hay chúng ta hay gọi là view và traffic ấy, rất là lớn cho cái phiên này. Cái sức hút tự nhiên của các TikToker của kênh là có thật, thế nhưng nó cần phải có thêm lực đẩy. Và cái lực đẩy này thì TikTok sẽ bỏ tiền ra chạy quảng cáo cho cái sự kiện này. Con số bao nhiêu, 500 triệu, 300 triệu hay là 1-2 tỷ hay là gì đó thì tôi không được biết và chúng ta cũng không được biết. Nhưng chắc chắn là TikTok sẽ phải bơm traffic. Và cái tỷ lệ bơm traffic ở đây nó có thể là gì? 1/4, 1/5, tức là doanh số là 1 tỷ thì TikTok có thể bơm 200 triệu tiền quảng cáo, hoặc là 250 triệu tiền quảng cáo, thậm chí 1/3, 300 triệu quảng cáo, hoặc chí, thậm chí là 1/2, là 500 triệu tiền quảng cáo. Thì cái con số này tôi không được biết, thì các anh chị thử tìm hiểu sâu hơn xem. Nhưng chắc chắn là traffic trả phí đến từ TikTok và đội ngũ của những cái TikToker này, họ bỏ tiền túi ra họ like nữa, là sẽ có, chứ còn tự nhiên nó không thể được nhiều như vậy. Đó, đấy là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư, tôi dự đoán rằng, và đoàn dự cho rằng là gì, chắc chắn là sẽ có một cái lượng đơn hàng ảo, lượng đơn hàng fan ủng hộ, fan đã được phím trước rằng là hôm đấy có livestream đấy, đã được thông báo trên các kênh của các TikToker rồi, đã có một cái sự nhấn nhá rồi, kìm nén sự mua sắm lại, hôm đó hãy mua sắm đi và mua ủng hộ nhé, rồi mời bạn bè vào mua nhé, chương trình khuyến mại voucher cực kỳ nhiều, giảm giá cực kỳ sâu, cứ đặt hàng đi rồi hủy cũng được, bom cũng được, ví dụ như vậy. Tuy nhiên thì cái số lượng là tỷ lệ đơn hàng ảo hay đơn hàng bom hay đơn hàng ủng hộ là bao nhiêu phần trăm? Vâng, năm cái tỷ lệ mà đơn hàng đặt ảo hoặc là đặt ủng hộ hoặc là đặt rồi không mua bom đơn hủy đơn là bao nhiêu phần trăm, thì chắc chắn là cả đội livestream này người ta sẽ không tiết lộ cho bạn biết đâu, và kể cả TikTok cũng không tiết lộ cho bạn biết đâu, đúng không ạ? Chắc chắn nó cũng là vui, cũng giống như là cái doanh thu của đội công an giao thông kiếm được bao nhiêu, chắc là chúng ta khó để tìm được. Cái gì người ta muốn khoe là con số 74 tỷ thì người ta khoe ra, còn cái gì người ta không muốn khoe là tỷ lệ bom là bao nhiêu phần trăm thì người ta sẽ không công bố cho bạn biết đâu. Vâng, nhưng có một điều chắc chắn rằng là họ bán được thực sự. Đấy, còn họ bán được bao nhiêu phần trăm trong số 74 tỷ đó, 10%, 20%, 50%, 70% thì tương tự là bao nhiêu phần trăm hủy hoàn đấy thì chúng ta không biết. Ok, vâng, và cuối cùng là kết luận. Thế thì chúng ta học được cái gì từ cái phiên livestream này, đúng không ạ? Thay vì chúng ta tò mò, thay vì chúng ta chỉ trích, thay vì chúng ta suy về cái việc là ở con số này có ảo hay không, thì chúng ta nên nghĩ về chính doanh nghiệp của chúng ta, thương hiệu của chúng ta hay là cách bán hàng của chúng ta. Vậy thì kênh của chúng ta, kênh của bạn đúng không ạ? Đã tốt hay chưa? Có nhiều lượt theo dõi hay chưa? Đấy, dò hàng của bạn có được khách hàng đặt thường xuyên hay không? Mỗi ngày bạn có được một vài chục đơn, một vài trăm đơn hay một vài nghìn đơn hay không? Và làm thế nào mà bạn có thể gia tăng được doanh số? Làm thế nào bạn có thể gia tăng được lượt theo dõi nhờ các nền tảng như là TikTok hay là Facebook hay thậm chí là YouTube đều có video ngắn,
Vâng, và chúng ta cần phải có một cái chiến lược về livestream bán hàng, về quảng cáo, về xây kênh, về xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Về sử dụng các cái công cụ để hỗ trợ cho TikTok cũng như là Short của YouTube hoặc là Reels của Facebook. Vâng, và tiện đây thì tôi cũng có những cái chương trình đào tạo và chương trình tư vấn cho bạn như vậy. Các bạn hãy inbox hoặc các bạn hãy liên hệ với tôi để được tư vấn hoặc là tham gia cái chương trình đào tạo của chúng tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video cũng như là các cái bài phân tích tiếp theo.